Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao gửi gắm thông điệp quan trọng đến đội tuyển nữ Việt Nam. Sáng nay 16 tháng 4, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đã có buổi gặp mặt và động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Đến sân gặp mặt và động viên đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội trước khi đội sang Nhật Bản. Có ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 và ông Ngô Ích Quân, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 2 Tổng cục Thể dục Thể thao. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký và ông Đoàn Anh Tuấn, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Đặng Hà Việt động viên toàn đội trước ngày lên đường đi tập huấn và thi đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam là một tập thể, là niềm tự hào của ngành thể thao Việt Nam nói chung, đại diện cho quốc gia đi tập huấn và tham dự SEA Games 32. Vì vậy, các hoạt động tập luyện, sinh hoạt và thi đấu cần chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và luôn hướng về quốc gia để nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trở lại, đề nghị các thành viên đội tuyển nữ thực hiện tốt chế độ tập luyện và nghỉ ngơi theo quy định, đảm bảo phòng chống dịch, tuân thủ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, chúc toàn đội nhiều sức khỏe, tập huấn hiệu quả, đạt phong độ tốt nhất để tham dự SEA Games 32 với thành tích cao nhất. Bảo vệ thành công tấm HCV, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh. Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã báo cáo nhanh kết quả tập huấn của đội tuyển nữ trong hơn một tháng vừa qua. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam vừa thi đấu thành công tại Nepal với 2 trận thắng đội chủ nhà để giành quyền đi tiếp tại sân chơi Olympic 2024. Chúng tôi đã có giai đoạn tập huấn và thi đấu thành công. Dù kết quả thi đấu tại Nepal chưa thực sự xuất sắc và còn một số vấn đề cần cải thiện khắc phục, nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực cố gắng. Chúng tôi đã tiếp tục hoàn thiện đội hình trong thời gian ngắn vừa qua ở Hà Nội và quyết định đưa 26 cầu thủ đi tập huấn Nhật Bản. Hiện tại sức khỏe toàn đội ổn định, ban huấn luyện vẫn luôn nhắc nhở các cầu thủ về ý thức kỷ luật. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thi đấu nỗ lực hết sức mình, đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào rạng sáng 17 tháng 4. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ kéo dài trong 2 tuần đến ngày 30 tháng 4. Sau chuyến tập huấn, ban huấn luyện sẽ đánh giá, phân tích trước khi đưa ra danh sách rút gọn tham dự SEA Games 32. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.